Xin chào các bạn đến với kênh Kênh Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Chopit Paris, một dòng xe đạp cao cấp phung full carbon của dòng Chopit, thương hiệu rất là nổi tiếng của Pháp. Xe thì được sử dụng bộ group chuyển động Shimano 105 giờ 5800 và cộng với cả là bộ cặp vành carbon cao bản của Sero, rất là đẹp. Hôm nay em về cái tông màu xanh và đen, rất là thể thao và trẻ trung, đẹp mắt. Đi vào phần khung của chiếc xe, toàn bộ là carbon hết, dòng Chopit Paris, model cực kỳ là được các bác thị trường Việt Nam yêu thích, dòng rất là đẹp. Dòng nó gần như là cao cấp của nhà Chopit rồi, dòng sử dụng full bộ group chuyển động Shimano 105 giờ 5800 với đây là 11 tầng lip và 2 tầng đĩa. Nó sẽ có 22 tốc độ khác nhau, từ bộ đùi đạp đến đề gạt đĩa và cặp phanh 3 mảnh, tay lắc full hết, toàn bộ là 105. Như các bác có chơi xe đạp thì cái dòng 105 này nó là cái khoảng dòng cận cao cấp của Shimano về xe đua, đi sử dụng rất là sướng, nó cực kỳ là đẳng cấp, dòng 105. Phanh trước cũng là phanh 3 mảnh 105 này, phanh Sero carbon và cặp vành này rất là ngon các bác nhé. Các bác có thể kiểm tra thêm thông tin trên Google, có cái giá bán cũng khoảng 400-500 đô gì đấy. Đây là được khung sườn là nhôm và bọc thêm carbon ngoài. Đó, rất là xịn. Cái đoạn phanh này là kim loại, là nhôm. Còn đây là những đoạn này là carbon. Máy ưa bạc đạn, máy ưa Shizu theo xe luôn, theo vành. Để sau cuối lỗ. Những cái chiếc vành mà nó xịn thì cái tiếng lổ nó nghe rất là khác, nghe rất là êm tai. Và giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Size em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, khóa yên tới tâm cổ phốt là 52 cm. Thì xe sẽ phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m56-57 đến khoảng 76-77, 1m80 đi cũng vừa. Đây, 1 tầng lip, 2 tầng đĩa, chuyển động rất mượt mà. Đây, có cái công nghệ carbon này, MCF này, công nghệ carbon siêu bền này, siêu nhẹ siêu bền. Thì chiếc xe có giá bán bên em chỉ có là 25.800.000, một cái mức giá nó rất là hợp lý. Một chiếc xe mà các bác tìm kiếm một chiếc xe mà nó thể hiện đủ cái sự đẳng cấp để khi di chuyển trên đường hay là hội nhóm, thì sử dụng chiếc xe này nó rất là ok. 25.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và các bác mua xe sẽ được bảo hành 1 năm,
Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh góc phải màn hình, cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em mới lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.